Chào quý bà con cô bác anh chị trở lại với video của Đình Vân Thế Giới Máy. Để sở hữu một sản phẩm bình xịt điện hàng chính hãng, mời quý bà con cô bác hãy đến với Thế Giới Máy của chúng tôi. Và sản phẩm hôm nay Đình Vân xin giới thiệu tới quý bà con cô bác anh chị sản phẩm bình xịt điện Oshima có model OS20DP. Đây là loại bình xịt điện cao cấp. Và bây giờ xin mời quý bà con cô bác anh chị chúng ta cùng kiểm tra xem sản phẩm bình xịt điện Oshima OS20DP này gồm có những phụ kiện gì. Và mình sẽ tiến hành test máy cho quý bà con cô bác cùng xem. Phụ kiện đi kèm theo bình gồm có bộ dây đeo, cục sạc để ắc quy, lọc rác và một số béc xịt của bình. Bình xịt điện cao cấp OS20DP sử dụng hai bơm độc lập, van điều chỉnh áp lực nước, núm sạc bình ắc quy. Sử dụng bình ắc quy 12V 12Ah phù hợp cho chúng ta sử dụng trong thời gian dài. Phía trước có đồng hồ báo điện năng của bình. Dây xịt áp lực chiều dài 1,5m. Tay cầm bóp inox, cần rút inox có thể kéo dài 1,2m. Bây giờ mình sẽ test máy 3 béc cho bà con cùng xem. Béc inox với lượng xương ra rất đều và mịn. Đây là cần béc 2, rất phù hợp để quý bà con xịt thuốc từ sâu, xịt thuốc cho vườn cây cảnh. Và đây là béc 1, lượng xương ra rất đều, rất mạnh và đẹp. Và đây là béc mỏ vịt đi kèm theo máy. Và đây là béc hoa sen 4 lỗ. Và đi kèm theo máy nữa là béc hoa sen. Và cuối cùng là béc hỏa tiền bằng đồng, có thể sử dụng để rửa xe máy tại nhà nhé quý bà con. Để sở hữu một sản phẩm hàng chính hãng về bình xịt điện, mời quý bà con liên hệ tới số điện thoại nằm ở dưới góc của video màn hình hoặc đến tại cửa hàng Thế Giới Máy của chúng tôi để được kỹ thuật viên tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm. Xin chào, hẹn gặp lại quý bà con ở video tiếp theo.